Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, đúng không ạ? Chúng ta đã qua một tháng mới. Thì Bitcoin cũng đang giao dịch ở cái mức khá là cao so với lại tuần trước. Trước đó đó là khoảng 53.200. Thì ngày hôm nay đã lên được đến 57.000. Tối hôm qua thì đâu đó còn lên đến tận 59.000, đúng không ạ? Lên 59.000 bắt đầu là lao dốc xuống. Thế thì chúng ta sẽ có một cái video ngày hôm nay sẽ hơi ngắn, khi mà mình chỉ có thể làm được về Bitcoin và tình hình của Ethereum BNB đó, và tình hình chung một số cái tin tức mà mình muốn chia sẻ mọi người nữa, chứ còn không thể nào mà làm được các cái thông tin về các cái đồng coin mà các bạn đang yêu cầu. Lý do là đang là đầu tháng và mình về rất là muộn và rất là mệt đó. Thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào một cái ngày khác ha, một ngày khác thì mình cũng sẽ xem lại tất cả những cái comment của các bạn và mình sẽ cố gắng là chia sẻ. Thì nến tháng kết thúc rồi, chúng ta xem là nến tháng nó như thế nào ha. Nến tháng vừa kết thúc với lại một cái mức gọi là ngang ngang so với lại đây. Chúng ta xem là cái giá đóng cửa là 56.950. Đấy, giá đóng cửa 56.950. Giá đóng cửa của tháng trước là 61.000. Ố, không chênh lệch nhau nhiều. À, thực ra là nó lại ở bên dưới đúng không? Bên dưới. Thế thì ok, không sao cả. Chúng ta vẫn có một cái cây nến mà gọi là bình thường, không có gì đặc biệt, dầu hơi dài đó. Thì cái nến này thì cũng chẳng giải quyết được cái điều gì. Chỉ thấy duy nhất một cái điều đó là cái volume giao dịch thì càng ngày nó càng ít đi. Để thể hiện rằng là nếu có chúng mày có bán ấy, thì cũng không còn nhiều để mà bán nữa. Đúng không? So với cái vùng 64.000 trước đây ha. Vùng này thì bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi là trong rất là nhiều cái thời gian thì volume giao dịch nó liên tục nó giảm xuống, lý do là cái lượng mà Bitcoin ở trên sàn nó cũng giảm đi mà, đúng không? Thì đấy, chúng ta đã xem qua các thông tin trước ha, xem về phân tích kỹ thuật thì sẽ nói sau. Rồi chúng ta có về biểu đồ on-chain của Bitcoin, chúng ta thấy rằng là với cái tốc độ mà nó càng ngày nó càng càng tăng tốc, cái việc mà gì nhỉ, rút ra khỏi sàn của các cái đồng Bitcoin thì cho thấy rằng là các cái nhà đầu tư người ta vẫn đang có cái xu hướng là thu gom Bitcoin ở trên các cái sàn giao dịch. Đó. Thu gom Bitcoin trên sàn giao dịch để mà cho vào cái ví cá nhân của mình. Cái lượng mà Bitcoin được rút ra khỏi sàn thì nó lớn hơn cái lượng Bitcoin được nạp vào rất là nhiều. Đúng không? À, nó chênh lệch nhau đến 14.500 bit. Tức là cái lượng rút ra nó nhiều hơn lượng nạp vào là 14.500 bit. Rồi, thì chúng ta thấy rằng là nó đang rất là tích cực ha. Thế thì nhìn vào cái ví cá voi chúng ta cũng có thể thấy được cái điều đấy, là nó liên tục nó mua vào. Mặc dù giá ngày hôm 30 tháng 11 tức ngày hôm qua là khá là cao, nó thu mua ở cái mức giá trung bình đâu khoảng đó khoảng 57.000 mà vẫn mua đến hơn 300 bit đúng không ạ? Tức là rơi vào khoảng 20 triệu đô, 20 triệu đô. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà rất là tốt để mà có thể là gom hàng của những cái người tay to, những người mà nó có cái tầm nhìn dài hạn, cái vị thế của họ không cần tiền ngay đúng không ạ? Họ họ đây là cái phần mà rất là nhỏ của số tiền mà họ bỏ ra. Ví dụ họ có hàng hàng chục tỷ đô thì họ chỉ bỏ vài vài triệu đô ra thôi đấy, để mà họ mua đúng không ạ? Thế còn chúng ta thì cũng không nên all in hay là cái gì vào trong thời điểm này, vì là giá nó không còn thấp nữa. Và cái vị thế của mọi người nó không có tốt bằng các cái nhà đầu tư của chuyên nghiệp. Họ vừa là nhiều tiền này, họ lại vừa có kỹ thuật, họ lại vừa có thông tin đủ thứ ha. Rồi chúng ta xem về Ethereum thì cũng tương tự như vậy, khi mà Ethereum thì cũng đang được rút ra, mặc dù là có cái tình trạng là Ether được nạp lên đó, có tình trạng Ether nạp lên nhưng mà nó không quá đáng ngại. Về cơ bản nhìn nó vẫn là một cái đà mà đi xuống khi mà lượng Ether trên sàn nó liên tục nó giảm, kể từ những cái lúc mà giá có lên đỉnh cao đi chăng nữa nó vẫn cứ giảm, đúng không? Thì đây là một cái điều dấu hiệu rất là tuyệt vời đối với Ether trong một cái tương lai. Thì chia sẻ với mọi người một chút thì mình cũng vừa mới chốt một ít cái con Ether ra. Lý do là mình thấy rằng là cái ngày hôm nay ấy, mặc dù là giá nó có gần như là tiệm cận với cái đỉnh cũ đâu đó là khoảng 4.800 đó, như đây chậm chút ha, 4.868 là cái đỉnh cao nhất, thì ngày hôm nay nó lên đến 4.769, chênh nhau đó đó khoảng 100 đô thôi, 100 đô thôi. Thì nhưng mà với một cái volume nó không được quá tốt, cho nên là mình cũng
volume ngày thì ổn, nhưng mà khi mà nhìn vào những cái volume giờ thì thấy là nó hơi yếu. Mặc dù tạo những cái đỉnh mới nhưng mà volume là yếu, nên là mình quyết định là mình chốt một ít. Thế thực ra là cũng không phải là nó sẽ giảm gì đâu, mà mình nghĩ rằng là mình sẽ chốt ra một chút để mình đi mua con Raka. Sao là mình vẫn chưa mua được nó đâu, chưa mua được nó đâu, Raka mình vẫn chưa mua được. Đấy, đâu xem giá của nó xem nào. Đã xem lại con này ha. Ồ, nó tăng lên một tí rồi. Nó có tăng lên một tí không đáng kể ha. Rồi, thế thì nói lại về quay về Bitcoin thì chúng ta xem là cái nến nến ngày. Hiện tại thì cái nến ngày vừa rồi nó đang thể hiện một cái volume ở trên mức trung bình. Đó, cũng là một cái điều không tốt đối với lại Bitcoin. Thì ngày hôm qua lẽ ra là nếu mà cái tình hình mà nó cứ tăng lên rất là đẹp như vậy, và chúng ta nhìn thấy rằng đây một cái cây tăng lên rất là đẹp, đó, rất là đẹp. Đâu nhỉ? Đúng là cái này không ta? Đúng rồi. Tăng rất là đẹp, chạm đến vùng 59.200. Thế nhưng mà do là cái lực bán ở đâu đó nó xuất hiện, mọi người nhìn thấy cái nến 15 phút ha. Nến 15 phút này. 1 2 3, ba cây nến nó quá kinh khủng và nó kéo cái giá từ mặt trăng về mặt đất luôn. Đó. Đang ở 9.000 à 59.200. Nó kéo một phát về đến 56.700 luôn. Tức là 23.000 đô ha. Thế thì khi mà có cái lực bán nó quay trở lại thì các cái nhà tạo lập thị trường theo như ý của mình thì họ lại bắt đầu họ quay lại cái công việc là kiểm định cung, đó, kiểm định cung tiếp, và tức là nó lại sideways tích lũy. Thì nói về cái quá trình sideways tích lũy thì nếu mà nhìn vào cái khung 15 phút thì mọi người thấy rằng là từ cái lúc mà nó đi lên ở cái dưới cái khu vực đáy là 53.600 thì nó đã lên đến đây, sau đó nó cứ đi sideways như này thôi. Để có thể là khi mà nó đẩy giá lên ấy thì nó cố gắng là nó dụ nó đẩy giá lên một cái mức gọi là nào đó để các cái nhà đầu tư người ta có thiện ý muốn bán. Ví dụ những cái thằng mà thấp nó không bán nhưng mà cao một tí là nó bán, thì những cái thằng đó nó sẽ nhả hàng của mình ra và cái bọn mà tay to nó lại sẽ mua vào. Thì mọi người nhìn thấy rằng là cứ có thằng bán thì liên tục là có thằng mua, liên tục có thằng mua, và vẫn là mua ở mức giá rất là cao, 57.000 mấy trăm đúng không? 57 58.000. Thế thì thể hiện một cái điều là đây không phải là cái vùng phân phối mà đây là một cái vùng gọi là tích lũy đúng không? Phân phối tức là bọn tạo lập thị trường ấy, cái bọn nó cố gắng nó tăng giá, nó dìm giá các thứ đấy. Mà chúng ta hay nói là cá mập mà cá voi đấy, thì khi mà nó phân phối là tức là nó phải bán ra hàng của nó. Thì lúc đó nó cần phải một cái volume rất là lớn ở trên những cái khung ngày. Sau khi mà giá giảm đến mức nào đó nó sẽ bật lên. Nó cũng nếu mà nói nhìn qua về cái biểu đồ thì nó khá là giống với thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu mà nhìn rõ hơn, tức là nhìn vào các đặc điểm của cái khu vực của cái vùng thì thấy rằng cái vùng này không phải là cái vùng phân phối. Vùng phân phối chúng ta phải có một cái volume rất là lớn ha. Volume rất là lớn. Thời điểm hiện tại là cái vùng mà tích lũy của các cái nhà đầu tư mà tay to. Thời điểm này thì vừa là bọn tạo lập thị trường, vừa là cái bọn mà nó tay nó rất là to. Đấy, nó cơ bắp cuồn cuộn đấy, tầm cỡ Lý Ức ấy. Đấy, thì nó bắt đầu nó nhảy vào, và cái bọn này thì nó có cái khả năng gồng. Nhất là về kiến thức tài chính, về năng lực về tiền bạc, nó không phải lo cơm áo gạo tiền đúng không ta, nó chỉ là đầu tư thôi. Nó hoàn toàn có thể hold được nhiều năm. Thế thì bọn đấy nó có rất là nhiều điều kiện để nó có thể giữ được. Khi mà các nhà đầu tư tay yếu bán ra ở những cái vùng gọi là chốt lời, đây là vùng chốt lời ha, đây không phải là bán tháo. Bán tháo là ở khu vực bên dưới này, bán tháo khu vực dưới này, còn đây là chốt lời. Thì nó chốt lời ở trên cao và nó ra khỏi thị trường. Thế thì các cái nhà đầu tư nó sẽ là nhà đầu tư mà gọi là muốn nhảy vào tiếp thì sẽ thay thế vị trí ha. Thế nhìn ở trên khung 4 giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng 50 đâu là cái vùng này đi, cái vùng mà từ cái trên đỉnh nó lao xuống thì bây giờ đang là cái vùng mà khó khăn nhất để có thể là Bitcoin vượt qua. Mọi người nhìn thấy rằng là cái dòng kẻ nó nằm ở chính giữa cái khu vực mà Bitcoin nó đang sideways đây, nó đang sideways đây đúng không ạ? À, nó đang sideways để mà nó rũ bỏ đấy, nó nằm ở chính giữa cái vùng ấy luôn. Thì cái vùng cái dòng kẻ đỏ này nó thể hiện là cái khu vực mà gọi là nào nhỉ, nếu mà để mà hiểu một cách dân dã thì nó là gì, cái vùng mà kháng cự mạnh nhất trong cái đoạn mà tích lũy từ 69.000 cho xuống đến 53.000. Nó là cái khu vực mà tích lũy mạnh nhất, khu vực này là khu vực cản mạnh nhất.
Khi mà qua được khu vực này rồi thì chúng ta sẽ có những cái vùng nó dễ dàng hơn, đâu đó là 58, 59 nghìn. Đó. Khi mà vượt qua được 61 nghìn thì mọi chuyện lại trở nên rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Để cho Bitcoin có thể là vượt lên đến đâu đó khoảng 64, 65 nghìn. Thế thì cái vùng này chính vì cái yếu tố mà nhiều người giao dịch, rất là nhiều người giao dịch và khu vực là khu vực cản mạnh. Cho nên là có nhiều người người ta sẽ chọn là bán ở quanh khu vực này. Vậy là giá Bitcoin có thể là sẽ đi sideways thêm. Hoặc nhá, đâu đó nó sẽ đâm xuống một phát nữa, đâm xuống một phát nữa để nó rút bỏ bớt. Thế thì những cái thằng mà đã gọi là sợ hãi ở trên đúng không ạ, tức là 59.000 không chốt kịp, xong thấy nó tụt là có thể là sẽ bán tiếp. Thì đó là những cái cảm xúc ở trên cái thị trường này mà chúng ta thường thấy. Tất nhiên là chúng ta thì chúng ta là những người không mua Bit thì chúng ta sẽ mua những cái đồ ăn coin, và nó cũng thường xảy ra với chúng ta khi mà chúng ta gặp cái trường hợp ăn coin nó băm đăm liên tục ha. Rồi, thế thì cả một cái khu vực này nó chỉ là cái khu vực mà để rũ bỏ tay yếu mà thôi. Chúng ta vẫn có một cái uptrend nó rất là mạnh ở sau đó ha. Rồi chúng ta nhìn một chút về Ether ha. Ether thì do mặc dù là Bit thì có cái dấu hiệu giảm mạnh nhưng mà Ether thì nó không, nó lại hơi khác một tí. Khi mà lên đến tầm trên cao thì cái việc giảm nó không quá mạnh. Đây là khu vực giảm của Bit, nó giảm rất là mạnh nhưng mà Ether thì không mạnh ha. Rồi lại tiếp tục nó tăng lên, tiếp tục nó tăng lên. Thế thì nó tăng lên như thế này, nó tăng lên như thế này, nhưng mà mình thấy rằng là với cái volume giao dịch của nó yếu dần. Đó, đồng thời là tất cả những cả cái cụm này nó nằm ở trong một khu vực mà không có quá mạnh. Thế thì đây là một cái đợt tăng giá nó cũng không có gọi là quá bền vững. Có lẽ là nó chỉ đi theo một cái tin, đó là cái tin mà Twitter bây giờ nó đã tích hợp thêm chuẩn bị tích hợp thêm, mà mình cũng không biết là đã chuyển được chưa, vì là mình không có sử dụng Twitter trên điện thoại, mình không thấy. Rồi mình thử xem là ông gì nhỉ, ông Jack Dorsey là cái CEO của Twitter, thì ông ấy vừa mới nghỉ việc với một nghỉ cái tư cách là CEO của Twitter và để tập trung vào một cái nền tảng khác, thì rất có thể người ta đang dự đoán là làm cho tập trung vào Bitcoin ha. Thì với lại người ta là có tích hợp một cái, có vẻ là bên Mỹ nó mới có thôi, tức là nó có thể chuyển tiền à, hay là cái gì đó bằng bằng cái hệ thống của Ether. Thì có vẻ là cái thông tin đấy nó đang kích cho giá Ether nó tăng, nó một đợt tăng ảo đúng không ạ, vì là nó chưa đến lúc nó tăng, nó phải là đi sau Bit, mà bây giờ Bit nó còn chưa có rõ ràng xem là cái xu hướng nó tăng lúc nào, thì bây giờ Ether chưa thể tăng được đâu. Thì đó là cái mà lý do của mình. Tất nhiên là mình chỉ rút ra một phần rất là nhỏ thôi, rất rất là ít, đâu đó đó khoảng mấy nghìn đô thôi, để mình chuyển sang mình mua các cái đồng coin khác. Thì đó là cái lý do mình đã chốt một ít, một chút xíu Ether ha. Thế thì những cái bạn nào mà đang hold con này thì cũng yên tâm, bởi vì là cái việc tăng trưởng của Ether nó là điều tất yếu, có điều là nó sớm hay muộn thôi, sớm hay muộn thôi. Chúng ta sẽ xem qua về BNB. BNB thì không được khả quan bằng Ether, tuy nhiên là nó cũng đang có dấu hiệu tốt hơn là so với Bit. Đấy, mặc dù là đang ở cái khu vực mà cản rất là mạnh, cản rất là mạnh. Đó. Đi lên từ bây giờ cho đi đến khi mà vượt qua được cái tầm 670 thì liên tục là các cái cản à. Thế cho nên là mọi người thấy rằng là nó cứ lên một chút là bị bán, lên một chút bị bán. Những cái nhà đầu tư tay yếu đang gọi là chốt hàng, chốt lời dần. Đó. Thì chia sẻ mọi người một chút, đó là gần đây thì rất là nhiều bạn bè của mình đã rất là khá là thành công ở trong cái thị trường kinh doanh truyền thống thì có liên hệ lại với mình. Thực tế mà nói thì mình không có làm trong cái mảng truyền thống và mình thực sự là khá là khó phù hợp. Về bản thân là khó phù hợp với cái ngành kinh doanh truyền thống, vì do là rượu chè các thứ, rồi mối quan hệ các thứ, mình rất là kém cái khoản đấy. Ra không phải là kém là do không làm được mà mình không thích làm. Phải uống rượu để tạo mối quan hệ, ở Việt Nam là phải thế đúng không ạ? Tạo uống rượu để tạo mối quan hệ, thực tế là mình cảm thấy nó là một cái thứ rất là hạ đẳng, mình không thích làm, mà bắt ở Việt Nam bắt buộc phải làm. Đó. Thế thì mình không có thích cái việc như vậy. Rồi nhưng mà các bạn mình rất là thành công trong cái lĩnh vực đó. Họ rất là giỏi, rất là giỏi. Thì không nói là các bạn ấy dùng cái việc này việc kia, nhưng mà các bạn đã thành công ở trong một cái, đi theo một cái hướng khác. Thì ngày hôm qua có một cái bạn gọi là một cái người rất là quan trọng, một người bạn gì nhỉ, bạn thân gần như là thân nhất của mình, nhưng mà cũng rất rất là lâu rồi không nói chuyện, vì là có cái gì để mà có điểm chung, không không có nhiều cái công việc chung để mà có thể là trò chuyện trao đổi, chứ còn nói chuyện phiếm ấy thì
mày ăn cơm trưa với lại vợ mày dạo này có khỏe không, nó không có hợp với gu mình ha. Gu của mình là khi mà nói chuyện làm đạo với nhau là phải có cái gì đấy mang lại ý nghĩa, không thì thôi dành thời gian đấy làm cái việc khác, lo cho gia đình, để bạn mình lo gia đình ha. Thứ hai nữa là nếu mà cái lĩnh vực mà hai người khác nhau quá thì đến lúc nói chuyện cũng khó, mình không hiểu gì về kinh doanh truyền thống chẳng hạn, bạn ấy không hiểu về crypto chẳng hạn. Thế mà gần đây thì bạn ấy đang quan tâm đến crypto đấy, thì cũng rất là thú vị ha. Thì bạn ấy là một cái giám đốc của một cái chuỗi chuỗi doanh nghiệp làm về cái gì nhỉ, thiết bị vệ sinh nhà tắm. Nhà hôm nào thử liên hệ xem là có hỗ trợ được các cái gọi là member của Quang Jenny, của cái nhóm Quang Jenny này, nếu mà các bạn ấy chuẩn bị cash out tiền từ crypto ra xây nhà các thứ đúng không ạ, thì có thể là mua của bạn ấy. Bạn ấy thì chuyên là các cái thiết bị vệ sinh cao cấp rất là đẹp ha, rất đẹp. Sau này nếu mình làm nhà nhất định là mình sẽ mua bên đó để xem nó có ưu đãi gì không ha, ưu đãi cho kênh Quang Jenny không. Đó thì chúng ta sẽ cùng liên hệ. Đó thì bạn ấy hỏi là các cái đầu tư như thế nào, các cái như thế nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại hỏi mình một cái con mình không biết là cái con đấy là con gì, con Draken này, cái DRK gì đấy. Thế search một hồi thì thấy là nó chỉ giao dịch ở đâu có một cái sàn rất là ít, đâu có 300 triệu đô thôi. Một cái đồng coin mà lên được mỗi một cái sàn giao dịch có 300 triệu đô. Đồng thời là trên các thông tin thì nói là của Cao Vân, Cao Vũng thì mấy cái thằng đa cấp. Thế thì mình nghĩ rằng cái con đấy không nên vào, không nên vào. Trừ khi là muốn phát triển đa cấp hay là muốn vào xong rồi kiếm một tí rồi té. Thì cũng phải tùy từng hợp. Rất có thể nó sẽ pump nhưng mà nó xả lúc nào thì không biết ha. Rồi chúng ta cũng đang thấy cái vụ mà coin gì đó của ông gì nhỉ? Diamond Boy ở bên Mỹ đấy, cùng với lại Khoa Púc đấy. Khoa Púc thì khá là nổi tiếng. Đó. Thì có vẻ như là đang 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 gọi là bị xả rất là mạnh ha. Mấy đồng chí đấy đang kiếm được mớ rồi. Thế thì chúng ta cùng đến một cái thông tin khác của Bitcoin. Mình cho rằng cái thông tin này khá là quan trọng, thì mình đã dịch ra tiếng Việt nhưng mà đọc cho mọi người hiểu ha. Nếu mà đọc có thể là mọi người không hiểu, thì cái Grayscale là cái tập đoàn công ty mà nó thu gom rất là nhiều Bitcoin. Thằng này bây giờ nó có đến mấy chục tỷ đô ở trong các tài sản về crypto. Thì nó bản thân nó cũng đang gửi đang đề xuất một cái ETF Bitcoin Bitcoin mà giao ngay. Tức là hiện tại thì SEC nó có đang phê chuẩn cho hai cái ETF của Bitcoin ở trên hợp đồng tương lai. Nhưng bây giờ là fan của Bitcoin, fan của crypto đang rất là muốn là SEC có một cái phê duyệt cho một cái ETF ở cái giao ngay. Thì cũng giống như là cái người nhà đầu tư đấy, khi mà họ có thể là mua được cái ETF đó thì cũng giống như cái việc là họ đang còn là lưu trữ Bitcoin. Thế còn thời điểm hiện tại thì nó chỉ là độ cái chênh lệch giá của cái hợp đồng tương lai của trên các cái sàn thôi, sàn giao dịch thôi. Thì cái này nó không có thực tế, nó không có sát với giá của Bitcoin ha. Không dạng sát với thực tế. Thế thì Grayscale họ đã có vẻ như là tìm hiểu khá là kỹ về các điều luật của bên bên Mỹ. Đó, họ cho rằng là nếu mà ông cứ cho rằng là nếu mà cái thằng Bitcoin ở ngoài thực tế ấy, nó lại không tốt bằng cái đồng Bitcoin trên future, trên thì nhà hợp đồng tương lai, thì nó đã vi phạm một cái điều luật bảo vệ hành chính APA. Đó. Thì cái này chắc chắn là cái bên mà nó làm về luật sư luật pháp nó sẽ khá là hiểu về cái này đúng không ạ. Và bây giờ nó đang đưa cái bên SEC này vào một cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan. Tức là bây giờ là mày đã chấp nhận một cái hợp đồng Bitcoin giao ngay rồi. Đó. Thì mày không thể hủy được. À mày đã chấp nhận một cái hợp đồng ETF Bitcoin future gì nhỉ? Tương lai rồi thì mày không thể nào mà hủy nó được. Thế mà khi mày đã chấp nhận cái ETF của Bitcoin giao ngay Bitcoin tương lai thì mày bắt buộc phải chấp nhận một ETF của Bitcoin giao ngay. Lý do là mày không được phép là đối xử không công bằng với hai cái sản phẩm đó. Một cái là sản phẩm chính và một cái sản phẩm là chỉ là cái sản phẩm phái sinh thôi, thế mà lại không được đối xử một cách công bằng, thế thì nó vi phạm đạo luật ha. Thế thì có vẻ những cái thông tin như thế này
có vẻ những thông tin như thế này thì rất có thể là sẽ giúp cho cái việc là chấp nhận cái Bitcoin ETF giao ngay nó sẽ có trong một cái thời gian không có xa nữa. Đó. Khi mà các cái bên nó đã rất là hiểu luật và nó nhảy vào nó sử dụng luật để nói chuyện. Ừ. Thì cái bên Grayscale này nó đã gửi thư trực tiếp cho SEC luôn, gửi thư trực tiếp cho SEC luôn. Đó. Và họ cũng rất là mạnh dạn có thể dự đoán rằng đến tháng 7 2022 thì họ sẽ có thể là có cái Bitcoin ETF giao ngay. Đó, niêm yết. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi ha. Hiện tại thì BTC có khoảng và đang sở hữu khoảng 37,1 tỷ đô. Sợ thật. 31,7,1 tỷ đô các loại coin cùng các thứ đấy nó chia ra làm các cái cổ phiếu để nó cho các cái nhà đầu tư người ta mua ha. Thế thì Grayscale cũng là một cái đây có thể là một cái cú hích rất là lớn đối với thị trường và có thể đâu đó sẽ có một số các cái phản hồi của bên SEC này về cái công việc về cái lá thư này giống như cái lần mà chủ tịch của SEC ông ta đã nói về là ông ta có thể chấp nhận một cái Bitcoin ETF của hợp đồng tương lai ấy, thì ngay lập tức là giá của Bitcoin sau một thời gian gọi là đi thấp 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 thì bật lên ha. Thế thì khi mà ông ta lại có một cái gì đấy úp úp mở mở rằng là có thể chấp nhận Bitcoin giao ngay, ETF giao ngay thì rất có thể là giá nó sẽ bật bật lên một cái giá mới tốt hơn ha. Rồi thì cái video ngày hôm nay khá là ngắn và không có thể chia sẻ được các cái đồng coin mà nó đang hot đối hay là đang quan tâm của mọi người. Tuy nhiên là ở trong cái video khác mình sẽ cố gắng ha. Rất là mong mọi người có thể là bỏ qua tại vì là đấy, công việc mà không thể nào mà thay đổi được. Vẫn phải làm. Không làm là nó đuổi về Việt Nam ngay. Rồi ok. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Nếu mà thấy hay thì hãy like và share cho nhiều người biết thêm về cái video này ha. Bye bye.